Clip này là không nghe dàn dựng đâu anh em nhé. Đã nói nghe sạch xe cổ lắm mà. Đang sửa xe cho khách, chủ tiệm bất ngờ phát hiện 9 loại phẩm bên trong chiếc xe máy cũ. Hôm nay ngày 9 tháng 8, trên các diễn đàn mạng xã hội, truyền tay nhau vụt với caption như sau. Trong lúc sửa xe cho khách, chủ tiệm mừng rơn khi vừa tháo áo xe ra. Tình huống ra sao, mời cả nhà xem tiếp ạ. Cụ thể, mới đây, một diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh trúng mánh của chủ tiệm sửa xe, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đoạn clip ghi lại, chủ tiệm nhận sửa xe máy cho khách như thường lệ. Trong lúc anh tháo áo xe ở phần đầu ra, anh đã khá bất ngờ và vui sướng với những gì chứng kiến được. Theo đó, phía trong có rất nhiều tiền với các mệnh giá khác nhau. Hóa ra, số tiền nằm trong xe là do các con chuột tha vào. Lâu ngày, các tờ tiền nằm kẹt trong các dây điện, có nhiều tờ tiền còn bị cắn rách. Trước chín lợi phẩm tự nhiên có được, chủ tiệm phải mang một thùng giấy nhỏ để đựng số tiền do chuột mang lại. Vừa quay lại clip, chủ tiệm vừa khẳng định sự việc này không hề dàn dựng, bản thân anh trong quá trình sửa xe cũng mới phát hiện ra. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ bởi màn trúng mánh của chủ tiệm sửa xe. Cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận hài hước xoay quanh đoạn clip này. Chuột này chuột nhà giàu hả? Tha được lắm tiền vào xe thế. Tha ngần ấy tiền thì chắc cũng lâu lắm rồi. Chủ tiệm sửa xe có số hưởng nhé. Phe này có sửa xe miễn phí cũng thấy vui nữa. Có phải do chuột không hay là hiện tượng quỷ đen của các bác trai vậy mọi người? Còn bạn, bạn thấy sao về pha sửa xe phát hiện điều bí mật này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.